Kính chào quý vị, kính mời quý vị cập nhật tin tức thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thành lập 13 đoàn trực tiếp thăm hỏi, tặng quà tập thể, cá nhân, gia đình người có công tiêu biểu tại các địa phương. Giai đoạn 2021-2025, Quảng Ngãi phấn đấu có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới ở 5 huyện miền núi. Việc xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thực hiện các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, môi trường, nhà ở dân cư. Sản phẩm lọc dầu Dung Quất sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. 6 tháng đầu năm 2022, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn sản xuất 3,43 triệu tấn xăng dầu và đã tiêu thụ hết. Thiếu tá Cao Tấn Vương, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, hơn 7 năm qua đã cùng các chiến sĩ trong đơn vị hỗ trợ rất kịp thời nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nâng bước tới trường. Việc tốt trong chuyên mục Mỗi người một việc tốt hôm nay. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu và các trung tâm chăm sóc người có công. Lãnh đạo tỉnh thành lập 13 đoàn trực tiếp thăm hỏi, tặng quà, tập thể, cá nhân, gia đình người có công tiêu biểu tại các địa phương. Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Đức đã đi thăm tặng quà cho các gia đình người có công cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện Sơn Hà. Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Đức đã đến thăm tặng phần quà cho gia đình bà Lê Thị Thuấn là thương binh ở xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà. Mong muốn thương binh Lê Thị Thuấn nhiều sức khỏe và vui cùng con cháu. Đoàn đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho gia đình bệnh binh Đinh Thị Bãi ở xã Sơn Cao. Đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Đinh Ruộng là bệnh binh ở xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà. Bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh, đóng góp của các thương bệnh binh đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là những tấm gương sáng, vận động con cháu trong gia đình, dòng họ và láng giềng tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương càng giàu đẹp, văn minh. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì. Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định phê duyệt đầu tư 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 12 dự án sẽ được đầu tư với tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng. Đây là mốc nhiệm vụ rất quan trọng, chính thức kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án và chuyển sang giai đoạn thực hiện dự án. Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành khung chính sách đền bù hỗ trợ tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 6 dự án. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 12 dự án, thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy cho công trình hầm 4 dự án. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 12 tỉnh thành phố tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án. Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức triển khai lập thiết kế kỹ thuật các gói thầu xây lắp và triển khai các công việc liên quan để khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ ngành và địa phương liên quan tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu bàn giao 70% diện tích giải phóng mặt bằng, các gói thầu khởi công trước ngày 20 tháng 11 năm 2022. Ngoài ra, để dự án được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra, cũng rất cần sự ủng hộ, chia sẻ của người dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Chiều nay, 15 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Trà Bồng và huyện Sơn Tịnh đã được đưa đi điều trị miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đoàn và Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đoàn bác sĩ thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 15 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh ở huyện Trà Bồng và huyện Sơn Tịnh được đưa đi điều trị miễn phí tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ chi phí phẫu thuật điều trị, đi lại, ăn ở được hỗ trợ miễn phí. Trước đó, Đoàn bác sĩ thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp khám sàng lọc cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Trà Bồng, Sơn Tịnh và một số địa phương. Kết quả phát hiện 86 em bị mắc các bệnh về tim cần theo dõi, can thiệp điều trị. Trong đó, 26 em phải thông tim, 14 em phải phẫu thuật, 46 em phải theo dõi, điều trị nội khoa.
Ngoài 15 em đưa đi điều trị trong đợt này, các em còn lại sẽ tổ chức đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 tới đây. Một số thông tin kinh tế. 6 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp mới 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 71 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 62 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có 39 dự án đang hoạt động, 20 dự án đang triển khai, 3 dự án tạm dừng. Về thu hút đầu tư trong nước, trong 6 tháng đầu năm đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 12 dự án, tăng 3 dự án so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký là 198 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 669 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư gần 380.000 tỷ đồng. Sản phẩm lọc dầu Dung Quất sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. 6 tháng đầu năm 2022, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn sản xuất 3,43 triệu tấn xăng dầu và đã tiêu thụ hết. Tổng doanh thu đạt hơn 87.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 10.300 tỷ đồng và lợi nhuận vượt rất xa kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng cuối năm 2022, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đề ra kế hoạch và giải pháp sản xuất kinh doanh, tập trung vào các nhóm giải pháp như xây dựng và thường xuyên cập nhật các kịch bản sản xuất kinh doanh theo giá dầu thế giới, làm cơ sở điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, kịp thời và hạn chế ảnh hưởng bất lợi của thị trường. Đơn vị cũng tăng cường giải pháp và linh hoạt trong thương mại dầu thô, sản phẩm, hóa phẩm, xúc tác, thường xuyên cập nhật tình hình thị trường lãi suất, lạm phát để lập kế hoạch dòng tiền, cơ cấu các khoản tiền gửi, tiền vay nhằm đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh và tối ưu hóa hiệu quả tài chính cho BSR trong mọi điều kiện thị trường. Tính đến cuối tháng 6 năm 2022, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là hơn 884 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là hơn 572 tỷ đồng, số khó thu gần 312 tỷ đồng. So với thời điểm cuối năm 2021, tổng nợ tăng 12%, hơn 97,5 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu tăng hơn 11%, là 55,4 tỷ đồng. Nợ khó thu tăng 16%, hơn 42 tỷ đồng. Nguyên nhân của tình trạng nợ trên là do số tiền thuế nợ khó thu kéo dài của những năm trước tồn đọng không thu hồi được, dẫn đến tiền chậm nộp phát sinh liên tục tăng. Hơn nữa, tình trạng dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng, tác động đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quyết định số 590 ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, di dân tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện. Xây dựng dự án bố trí sắp xếp dân cư giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 theo quy định và phù hợp với tình hình địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các dự án đầu tư bố trí ổn định dân cư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Ban dân tộc tỉnh phối hợp với các cơ quan hướng dẫn các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai thực hiện dự án quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 theo quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố ra soát, đề xuất các dự án cần thiết thực hiện đầu tư, xác định rõ số hộ bị ảnh hưởng, địa điểm để bố trí sắp xếp dân cư theo các hình thức tập trung, lồng ghép, ổn định tại chỗ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo của các huyện miền núi có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, tỷ lệ các xã miền núi đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thực hiện các tiêu chí như là thu nhập, hộ nghèo, môi trường, nhà ở dân cư. Tỉnh Quảng Ngãi quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi trong giai đoạn tới. Xã Trà Bình, địa phương đầu tiên của huyện Trà Bồng về đích nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ, nhiều mô hình sản xuất được triển khai hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, địa phương đã xây dựng hoàn thành 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân rất quyết tâm
và chung tay cùng địa phương phấn đấu xây dựng hai khu dân cư còn lại đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Xây dựng nông thôn mới cũng như dân khu dân cư kiểu mẫu hưởng ứng dữ lắm. Làm đường, nhất là làm đường, họ hiến đất, trồng bông, trồng hoa, tổ cái diện mẫu mới cho địa phương, với lần xuống. Để phấn đấu mà thực hiện hai khu dân cư kiểu mẫu còn lại đó, thì ban chấp hành cũng đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện của hai khu dân cư kiểu mẫu đã đạt, để làm cơ sở nhân rộng lên toàn xã. Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là cốt lõi của xây dựng nông thôn mới. Huyện Sơn Hà tập trung ưu tiên phát triển sản xuất nhiều nông sản theo chuỗi liên kết giá trị. Nhiều sản phẩm của địa phương đã được công nhận sản phẩm OCOP, được tiêu thụ mạnh trên thị trường và đi vào các hệ thống siêu thị trong nước, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Huyện tranh thủ toàn bộ các nguồn để xây dựng nhiều cái chuỗi liên kết như trồng cây ăn quả, phát triển thủy sản, rồi trồng rừng, rồi kết hợp các cây dược liệu với tán rừng. Người dân trồng cây gỗ lớn và nó kết hợp với đó là trồng các cây dược liệu giữa tăng rừng để tạo cho người dân có thu nhập lấy ngắn lấy dài. Giai đoạn 2021-2025, dự kiến toàn tỉnh có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 5 huyện miền núi có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, thật sự rất khó khăn. Nguyên nhân các xã này đạt chỉ tiêu nông thôn mới khá thấp. Trong khi nguồn lực phân bổ yếu, các tiêu chí đánh giá xã nông thôn mới khó hơn. Đây là khó khăn thách thức rất lớn, đòi hỏi cần có giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong công tác tổ chức triển khai và thực hiện. Giai đoạn sau, chủ yếu tập trung ở miền núi, thì trong cái điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, còn rất nhiều yếu tố tác động, hộ nghèo còn cao. Do vậy, trách nhiệm của ngành nông nghiệp để có giải pháp cụ thể thì xin phép chúng tôi sẽ rà soát lại trên cơ sở báo cáo của thẩm tra của ban dân tộc trong tỉnh. Chúng tôi sẽ có cái báo cáo cụ thể kiến nghị với tỉnh ủy ban tỉnh từng nội dung cụ thể để làm sao khi giai đoạn 2025 chúng ta xây dựng nông thôn mới đảm bảo và thực chất là người dân khi được công bố là xã nông thôn mới thì thực sự đem lại cho cuộc sống nó tốt hơn cho người dân ở đây, đặc biệt là cái thu nhập của người dân phải được nâng lên. Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 20-25% tổng số xã thôn vùng miền núi dân tộc thiểu số đạt chuẩn xã nông thôn mới, thôn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Các địa phương huy động mọi nguồn lực với sự hỗ trợ của nhà nước và đóng góp tích cực của nhân dân, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xây dựng các chuỗi liên kết, thực hiện chương trình OCOP, nâng cao thu nhập cho người dân. Gần đây, nhiều diện tích keo của người dân ở xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa bị khô héo, chết cây. Tình trạng keo chết xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khiến người trồng keo lo lắng. Ngành nông nghiệp đã tìm ra nguyên nhân là do một số loại nấm và hướng dẫn người dân cách phòng trừ. Xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa có diện tích keo là 1.200 ha, trong đó diện tích keo từ 1 đến 2 năm tuổi khoảng 700 ha thì có 70 ha bị chết. Tỷ lệ keo chết cây từ 10% đến 20%, có nơi 30%. Bệnh đang có nguy cơ lây lan ra diện rộng. Qua báo cáo của người dân á, thì trước đây thì cây cũng chết, nó chết lất đất. Sau trong năm 2022 á, thì cách cây nó chết nhiều hơn. Thì ủy ban xã cũng báo cáo với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp. Trung tâm Bảo vệ Thực vật miền Trung phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu cây keo có triệu chứng bị bệnh để xác định tác nhân gây bệnh. Kết quả giám định là do một số loại nấm gây hại trên cây keo. Theo kết quả giám định của Trung tâm Bảo vệ Thực vật miền Trung, thì cây keo tại xã Nghĩa Sơn có tập đồng 5 loại nấm gây ra. Và qua kết quả nhận định triệu chứng, thì Chi cục cùng Trung tâm nhận định trong tập đồng này có 2 loại nấm chính là nấm Macrophonema gây ra hiện tượng đen thăng và nấm Fusarium gây ra hiện tượng thối rễ. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, thống kê diện tích keo nhiễm bệnh, tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng trừ để hạn chế sự lây lan gây hại của bệnh, tránh ảnh hưởng lớn đến sản xuất keo trên địa bàn tỉnh. Chặt, thu gom các cây bị bệnh, đem ra khỏi vườn, tiêu hủy và dùng vôi nông nghiệp rải vào các vị trí gốc để xử lý nguồn bệnh và không tận thu vận chuyển các cây bị bệnh sang các nơi khác vì sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh phát tán lây lan gây hại. Vấn đề thứ hai là
tỉa cành, vệ sinh vườn keo, phát dọn thực bì để tạo độ thông thoáng và đủ ánh sáng cho cây keo sinh trưởng phát triển, đồng thời hạn chế sự lây lan của bệnh trong vườn. Vấn đề thứ ba là khơi thông mương rãnh để hạn chế tình trạng ngập úng nước, đọng nước sau mưa để hạn chế việc các nấm bệnh phát tán lây lan với nhau trong vườn. Nhận định của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, thời gian tới bệnh có khả năng tiếp tục lây lan gây hại, làm ảnh hưởng đến sản xuất keo của tỉnh, khuyến cáo các địa phương và người dân tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp phòng trừ để hạn chế sự lây lan gây hại của bệnh. Thưa quý vị, mỗi tháng phát sóng 2 số chuyên mục Mỗi người một việc tốt do Ban thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi và Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Ngãi phối hợp thực hiện. Chuyên mục Mỗi người một việc tốt góp phần phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những việc tốt trong đời sống xã hội. Hôm nay là việc tốt của Thiếu tá Cao Tấn Vương, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quốc. Hơn 7 năm qua, Thiếu tá Vương cùng với các chiến sĩ trong đơn vị đã hỗ trợ rất kịp thời nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nâng bước tới trường. Tình quân dân nơi vùng biên giới biển càng được thắt chặt. Trẻ em là mầm xanh tương lai của đất nước. Đối vùng biển thì nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Nếu như mà không phát hiện kịp thời giúp đỡ về vật chất và tinh thần thì các em có thể nghỉ học giữa chừng. Giúp dạy cho bà nội miếng cơm miếng nước. Ngôi nhà của hai bà cháu Bùi Thị Thấm ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Điểm đến quen thuộc của Thiếu tá Cao Tấn Vương sau giờ làm việc trong suốt 6 năm qua. Em Thấm được Thiếu tá Vương và các chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quốc nhận đỡ đầu, nâng bước đến trường. Cháu sẽ hỗ trợ cho cháu đến khi mà cháu thi đậu tốt nghiệp, đậu đi học đại học. Ba của Thấm là ngư dân, đau ốm thường xuyên. Mẹ Thấm bị bệnh nặng, phải về ở với bà ngoại để nhờ người chăm sóc. Lọt lòng mẹ sau vài ngày, Thấm được bà nội mang về chăm sóc cho đến giờ. Thấm vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mẫu thoáng được 5 trong lòng rất là mừng. Vì là nhỏ cũng khó khăn nên là mẫu thoáng được 5 trong các chú giúp đỡ thì có thể giúp đỡ phần nào việc đi chợ của gia đình hay là mua gì sữa gì cho nó uống hay là gì đó. Cũng ân các chú đã quan tâm và giúp đỡ qua 6 năm qua để tổ động lực để em có thể đi học tốt hơn, để cố gắng trong việc học. Có anh em ở bên đồng mà tới để tham viếng, họ thăm luôn. Đó là điều hân hạnh mừng nhất. Và giờ rồi mà mấy chú mà tới đây được, mừng quá, rất mừng. Mừng một cái là được tham viếng họ hơn. Động viên cho con cháu học hành mừng. Hai nữa là cũng có một cái phần giúp đỡ để cho cháu, cho gia đình. Sách vở đầy đủ nè, nha. Anh em vở sách mua cho cháu là đầy đủ nè, học tập lên chưa? Hay là con chú gửi cho con tiền để con mua thêm này chưa? Nguyễn Phúc Lộc, học sinh trường trung học cơ sở xã Bình Thuận. Gia cảnh của em hết sức đặc biệt. 12 năm trước, cha của Lộc bị bại liệt sau một vụ tai nạn lao động. Mẹ em lại bỏ đi. Hai cha con phải nhờ vào sự chăm sóc của ông bà nội, nhưng ông bà tuổi đã cao, sức lại yếu. Cuộc sống của cả nhà rất khó khăn. 3 năm nay, Lộc đã được Thiếu tá Vương và các chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quốc nhận đỡ đầu. Ngoài số tiết kiệm 11 triệu đồng, mỗi tháng Lộc được hỗ trợ thêm 500.000 đồng. Sách vở, đồ dùng học tập cũng được các chiến sĩ biên phòng hỗ trợ. Mấy chú cũng như một người thân trong gia đình luôn luôn bên cạnh
để mà động viên an ủi, chia sẻ cái tình thương, tình cảm để mà vượt qua những cái nỗi đau hay là những nỗi vất vả trong cuộc sống. Tủ sách nâng bước em đến trường do Thiếu tá Cao Tân Vương phát động đã mang lại nhiều lợi ích cho các em học sinh ở nhiều trường học vùng biển Quảng Ngãi. Vận động hỗ trợ kinh phí mua sách. Thiếu tá Vương cùng các chiến sĩ trong đơn vị còn trao hỗ trợ sách vở học tập cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học đã được tiếp sức để việc học không đứt quãng. Các em mà được trợ giúp rồi ấy, thì xa mê học tập hơn, yêu quý cái trường lớp hơn, yêu quý bọn bài hơn và cảm thấy mình được hòa đồng ra cuộc sống. Hơn 22 năm tuổi quân, Thiếu tá Cao Tân Vương công tác ở Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, sau đó chuyển về đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quốc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Chúc khỏe. Ông thi tới đâu rồi? Chúc khỏe chứ ạ. Chúc khỏe luôn. Thôi cố gắng đi. Anh cùng các chiến sĩ biên phòng trong đơn vị còn hỗ trợ tiếp sức, nâng bước cho nhiều học sinh được đến trường. Có em đã vào đại học và chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Thì mỗi tháng thì anh em quyên góp thì 50.000 đồng. Thì qua đó thì anh em xuống hỗ trợ những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo cái chương trình nâng bước em tới trường. Thì qua đấy thì anh em cùng đơn vị đóng góp thì cũng rất là vui tươi và cũng phấn khởi. Chúng tôi rất là vui mỗi lần khi nghe các em có kết quả con học tập. Chúng tôi cảm nhận cái việc làm của mình thì nó cũng nhỏ bé thôi, nhưng mà đã giúp được nhiều em có điều kiện đến trường và viết tiếp những ước mơ. Thiếu tá Cao Tân Vương, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quốc và những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm bám địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ và tham gia hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tình quân dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc để bảo vệ chủ quyền, an ninh, biên giới quốc gia. Thưa quý vị, dịp tổng kết năm học hay là sau mỗi đợt tuyển sinh, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh phụ huynh khoe điểm số của con em. Đã có những cảnh báo về vấn đề này, đến mức được xem như là bệnh lý. Bệnh lý ấy thuộc về phụ huynh, về cha mẹ các em. Nhưng người phải nhận hậu quả, nhiều khi lại thuộc về con em mình. Khi các bác sĩ tâm thần đã phải chính thức vào cuộc, cảnh báo khá gay gắt về chuyện khoe điểm con trên mạng sẽ dẫn tới những nguy hại như thế nào, thì chuyện này đã thành chuyện bệnh lý mất rồi. Bệnh lý ấy lại thuộc về phụ huynh, về cha mẹ các em học sinh, nhưng người phải nhận hậu quả bệnh lý nhiều khi rất nguy hiểm này lại hoàn toàn thuộc về con em đang là học sinh. Những biểu hiện trầm cảm sau thời gian khá dài bị stress vì cha mẹ quá quan tâm đến điểm học, điểm thi của con mình là chuyện có thật và đã xảy ra ở rất nhiều nơi. Cha mẹ tuy không học cùng con hay đi thi cùng con, nhưng lại hoặc là vui mừng quá đáng vì con mình đạt điểm thi cao, hoặc là vô cùng đau khổ và tức giận vì con mình đạt điểm thi không như mình mong muốn, phá hỏng những kế hoạch, những dự kiến tưởng tượng của mình về bước đường tương lai của con mình. Cha mẹ nuôi con lẽ ra trước hết nên dạy con những điều tốt đẹp, lễ nghĩa, tử tế trong cuộc sống, biết quan tâm và giúp đỡ người khác, giúp người nghèo khổ hay yếu thế, thì ngược lại chỉ quan tâm nhiều nhất tới kết quả bằng điểm số của con mình. Sẵn sàng tự hào hay xấu hổ vì điểm thi của con mình thì ngay từ đầu đã đưa con mình vào những lựa chọn ích kỷ hay vị kỷ trong cuộc sống, thúc đẩy con mình phải vươn lên bằng bất cứ giá nào để sau này có thể kiếm được những vị trí công tác, việc nhẹ mà lương cao chẳng hạn. Ngay khi lần đầu nghe cụm từ việc nhẹ lương cao này, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Làm sao lại có chuyện kỳ quặc như thế nhỉ? Đã việc nhẹ thì làm sao lương cao cho được? Ấy vậy mà đó lại thuộc về tiêu chí phấn đấu của một số cha mẹ mong muốn con em mình đạt được. Còn chuyện được học bổng, đi học nước ngoài, trở thành công dân toàn cầu có thể nằm trong ước mơ thầm kín của các bậc phụ huynh. Nhưng nếu công khai nó ra, đặt gánh nặng ước mơ kinh khủng ấy vào những đôi vai mảnh khảnh của con mình khi chúng chưa đủ lớn để biết những ước mơ ấy là gì, thì quả thật vô cùng nguy hại. Khi tôi viết bài ủng hộ báo Thanh Niên đã phối hợp rất đẹp đẽ, rất nhân ái với tập đoàn LG Việt Nam, tổ chức chương trình tôn vinh những tấm gương xả thân cứu người, sống tử tế trong cuộc đời, lấy tiêu chí sống đẹp cuộc sống làm tiêu chí hành đạo của mình,
tôi đã nhận được một comment ủng hộ giản dị như thế này: tôi chỉ mong con tôi sống là người tử tế và có ích. Tôi đã hết sức cảm động khi đọc lời tâm nguyện này của một bậc phụ huynh. Nếu trong xã hội ta càng nhiều người nghĩ như vậy thì xã hội sẽ phát triển một cách vững chắc, văn minh một cách thực sự. Vì sự văn minh ấy đi cùng với lòng nhân ái là sự văn minh thực chất và luôn đáng ngưỡng mộ. Cha mẹ không muốn chọn cho con mình con đường sai hay đưa con mình vào bế tắc, nhưng khi yêu con quá bằng cách bắt con mình phải đạt những điểm số mà con chưa thể đạt được thì chính mình đang hại con mình đấy ạ. Bởi trong cuộc đời có rất nhiều con đường thành đạt, trong đó tự nâng mình tỏa mình như bóng mát cũng là một con đường. Sống tử tế, biết thương yêu và chia sẻ với mọi người không bao giờ làm con mình thấp đi. Ngược lại, nó khiến con mình hạnh phúc. Mà con mình hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất đối với các bậc cha mẹ. Nếu con mình khi ra đời là người thành đạt nhưng không có hạnh phúc, do cha mẹ dồn hết áp lực và tâm huyết để con mình đạt mong ước như thế của mình, có khi đứa con lại oán cha mẹ mình khi nó không được sống hồn nhiên và hạnh phúc. Chúng ta nên chọn con đường nào? Xin kết thúc chương trình thời sự tối nay. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình và các thông tin cập nhật trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.